Đồ đấy, đi đó. Mới vô chiếc con tàu ngon rồi. Lắc lắc ra dưới nè, dựng ra dưới. Con luôn. Kìa nó kìa. Ủa phải. Có gì uống ta? Fuck you China. Fuck you China. Ê tôi bị gì đây? Ơ tôi bị gì nè, coi nè, coi nè. Bị gì nè? Ơ phải. Ông là ông nào? Đây đây đây. Nam BT à? Không nè, không. Ơ thế là hết điện. Nè có lại nè, có lại nè, có lại nè. Có lại nha. Ê mất tiêu rồi. Tự nhiên nó bơi vô hai tay lên mất cười vãi. Con gà con à, hiện ra cái áo ngực luôn á chứ à, cởi quần ra em chạy rồi em kỳ vậy thôi chạy bắn vô khu này lần nào chưa? Chưa luôn. Khu nào? Khu này nè. Rồi mình bay từ góc ở dưới lên. Đi không? Khu này đi. Đang khoái khu này. Vào đó là chết hơi nhanh đi. Vô khu này đi. Đây đi. Thầy xuống luôn đi, xuống luôn. Em luôn. Chưa nhảy được. Nhảy đi. Kìa. Có thằng khu đấy luôn. Má đông lắm cái bay ông. Chơi luôn. Đây vô khu này đi, khu này lớn nè. Cái này là chỉ có đại hội võ lâm ở đây thôi. Đây. Có một tem. Ai nhà được súng rồi ra cover cho team luôn nhá. Ok. Một thằng đang chạy với tốc độ kinh điển luôn. Phải không ta? Ủa không phải. Lá. Trời lá mà tưởng thằng không. Ôi đúng rồi. Đúng một tem. Ô. Tưởng lá chứ. Ai. Sao đâu. Tem mà. Mình một tem nón gặp mình có gì đâu. Chạy lẹ dưới ta. Thôi nha. Đừng gặp nhau nha. Rồi cái nhà kho này là của bố rồi. Rồi có súng máy rồi, xong gần đi rồi. Hai thằng. Ô. Ở chỗ nào chị. Ở đây nè. Chứ mặt nó bắn nó. Một thằng bắn luôn. Từ từ á. Điếm cái gì chứ mày? Đây. Gọn ra. Gọn ra đừng đó. Bắn đi. Không, cứ bảo gọn ra, đứng đó nha. Má đen rồi, má vào cái khu mà hai cái nhà bự nhất, đếm nhặt được gì. Ủa sao? Tôi chết hết rồi. Xong rồi. Đứng im. Ông kia ông đi ra kìa. Thánh đi ra kìa. Ra giết kìa, ra đập nha. Đây, đi cắt cổ chúng mày. Đi. À, sao đập cũng được vậy? Còn à? Rồi. Rồi vào lấy súng đi. Ok. Lấy súng của nó đi. Rồi. Trời ơi, được cái áo mới level 3 luôn mấy ông ơi. Bảy cái nồi. Hết mẹ máu rồi này. Rồi đi cùng nhau, go. Rồi, cứ nào. Bảy cái go. Đây, ở trong đây có gì nè. Thế có thằng nó đấm tôi gần chết luôn, má lìn.
Ông ở đâu? Ông ở đâu? Đây 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 đi. Ông có thằng nào bên đó không? Không không. Không, tôi vừa lừa nó, tôi giết được một thằng. Rồi rồi rồi. Bên này giết hai thằng rồi. Còn một thằng á, còn một thằng nha. Phải kiểm soát mặt lờ, còn một thằng á. Rất cần một khẩu. Vô đây, vô đây, vô đây nè. Có máu nói tiếng, à ông cũng hết mẹ máu. Đây có máu. Ăn máu đi, ăn máu trước đi. Có tiếng xe nhá. Ôi dồi ôi, AK đây rồi. Rồi ra cover đi, ra cover cho ông Kaluka đi, coi chừng chết. Tôi chưa có mũ, tôi nhặt được cái mũ nữa là tôi chạy xe. Chết ở trên xe rồi đó. Thấy cái xe nó đứng im mà. Giết nó đi, giết đi. Không biết là nó chết chưa, thấy cái xe nó đứng im. À nó kia rồi. Rồi 3 kill. Ồ nó có súng luôn này, ngon quá. Chơi SK12 ngon không mấy ông? Cọc gân lên xong ấy. Cọc gân đúng không? Cọc gân được cái xài. Đầu SK12 à. Có cái giáp đây này, có cái áo đây này. Đâu đâu đâu. Lấy rồi, lấy rồi, lấy rồi, lấy rồi. Lấy lấy xong. Máu ơi là máu. Đây đây đây, quen. Toàn nước à. Còn máu cho sinh nha. Ơ, ông Maluka cũng hết luôn rồi. Ăn máu đi, ăn máu đi. Còn hai cái băng đi. Còn hai cái băng đi là nhặt tượng một cái. Ok. Đây nhặt nốt đi, nhặt nốt đi. Ăn nốt đi, đi loot tiếp. Nhân hai scope. Đi lên trần. Ông bắn súng gì đấy, AK à? Là cho cái X4 này. AK. Thôi, có rồi, có rồi. Còn lấy luôn. có rồi, lấy luôn. Phải rồi, rồi, đây, 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 tôi đây. Người ta cho, phải lấy thôi. Cho miễn phí. Con này tôi loot, loot còn một nhà nữa. Hết chưa, có máu, xin ít máu. Đây, đây, có hai bình máu đây. Lên đây lấy. Đây, đây, đây. Đây, ở đây có bình máu ngon lắm nè. Ông xa rồi nè. Rồi rồi đây rồi đấy. Tôi với đồng năm, tôi năm. Tôi có 10 cái. Rồi, anh lấy máu cái đó. Máu đầy quá trời luôn. Chạy sang Miêu Ta luôn đi. Xem Miêu Ta mấy ông rồi. Ông Luca lấy không? Bên mấy ông kia có xe chưa? Chưa. Chưa hả? Bên này hết xăng rồi này. À ở bên trong kia có mấy bình xăng đó ông ơi. Đây chỗ này đầy xăng nhưng mà ba lô tôi đầy. Đây có ba lô 3 nè. Lấy vô. Đâu. Ở đâu? Chạy vô đây lấy mấy bình xăng nè. Ở đâu ở trên nhà hả? Ừ ông kia vô đây đứng bơm máu xong chạy vô đây kiếm mấy bình xăng. Bỏ vô cái xe 4 chỗ đó đi. Rồi đây xe đó. Ủa sao lấy hai đây rồi, rồi một bình xăng đây rồi. Rồi đi thôi. Có xăng không? Để lấy xăng cho. Tôi lấy được một can xăng rồi, xăng rồi. Chắc là đủ chạy tới người ta thôi. Đón hai ông kia đây đã. Ủa làm sao để đổ xăng cho xe nhỉ? Ông xài chuột phải đi xem được không? Bằng chiêu. Hay là phải lên xe, rồi sau đó chuột phải không? Ừ đúng đi. Rồi, phải lên xe. Rồi, chạy ông ơi, chạy ông ơi, nửa cây xăng đủ. Thằng chiêu. Lấy máu không? Nè, máu nè. Đây cho. Thôi, con băng đi rồi, cứ ơi đi. Xuống máu rồi. Xuống ạ. Đi ông ơi. Hai ông kia ra đi. Đây. Đây. Mình giết được hai thằng bên nó, nhớ hiểu là... Là còn hết thằng chưa? Nào không nhỉ? Hết chưa? Hết à? Không biết được, hình như còn một thằng hay sao? Kẻ ra nè mấy ông ơi, chạy ra Miêu Ta trước luôn đi. Cái vòng còn to, giờ chạy chạy vô giữa luôn, giờ mà chạy vô Paul Chinky là ngon luôn đấy. Cũng được. Đi đâu đi, đi ra đây. Ra đây cho mấy máu ông ơi, chạy thẳng sang Paul Chinky luôn. Ok. Chạy ra giữa luôn nha. X8, từ đó lấy X8 đó. Lấy đi.
U, leo không được, vãi. Đi lùi bên trái, bên trái. Không kia đâu. Khu này đút được ô tô không? Ê, lót cho tôi cái mũ luôn mấy ông ơi. Trong đó có mũ không? Không, không, không. Đây máu không? Đây máu tới 15 nữa nè. Chia ra. Tôi có 5. Nó chạy xe ghê thật. Đây, đây, dừng bên đấy. Ông nào chạy bộ ra đây một cái túi với cả mũ này. Nhanh. Bên nhà kho bên này này. Vòng sang bên nhà kho vòng. Rồi, rồi, để tôi lấy cái mũ, để tôi lấy cái mũ. Tôi còn một 1x8 này, 1x2, 1x4 này. Ông nào dùng cái gì đi, vì chúng tôi hai súng đều không lắp rồi. Cho tôi cái x4 không? Đây đây xuống đây. Tôi lên xe đây, tôi lên xe đây tí nữa đi. Go anh em. Lên đi, lên đi, đi sớm đi, chạy thẳng sang bon kim chi luôn. Lúc mà bọn nó chưa có loot được đồ ở đấy. Bon kim chi à. Rồi ok. Ê giác này sao đây còn có nữa vậy? Hồi nãy cái ngang. Hướng máy bay nó như thế nào bọn không biết không? Bay ngang, vừa máy bay ngang. Có chi kỳ có xong Milita, nếu không có thì chạy lên cái chỗ đỏ đỏ á. Xong Milita mẹ chạy lên chơi lên luôn này. Chạy lên xanh 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 xanh. Bài tôi thấy ơi. Xe này không chạy được đường rừng đâu ông ơi. Ờ đúng rồi chứ khá. Tôi thấy sai trái lắm á. Ồ tôi thấy là hết xăng rồi. Ôi hả? Đây còn xăng đây, đổ không? Hơi nãy đổ đi, cứ chạy đi, cứ chạy đi. Dừng lại user, nghe rồi đi. Đổ sao? Mochiki nha. Mochiki. Thôi rồi, mình lên tay lái này. Ngồi vừa run. Đây. Mình phải rồi. Mình bảo mà. Cứ từ lút cho anh chơi lút. Lút không? Chơi lút đâu. Này nhanh lên. Hồi nhôm nhựa. Á lộn. Hồi phi chai. Nhặt sạch những gì có thể. Có một quả lựu đạn này. Có quả lựu đạn không ai chọi nha. Vãi. Ừ, lúc mà sẽ có lên bom mà nó chẳng biết xài. Có giáp 2 ở trong này nè, giáp 2 trong nhà tôi nè. Ở đâu. Đứng nào. Đây có cái đây, nón trong nhà tôi đang đứng nè, có giáp 2. Có cái nón này, ai lấy cái nón đi. Vứt cả X4 ra luôn nhá. Xin một cái giáp nữa, xin một cái giáp. Giáp 1 cũng được. Ông nào có súng trường, súng trước gì không? Có đây. Thế này, tôi có một khẩu súng trường này. Súng trường là súng gì đó? AKS hả? Súng có... thì súng loại 30 viên á, súng như M4A1 ấy. Nó lên vào 1 ai lấy không? Này súng trường này ai cầm không? Ai lấy không? Đâu. Sai đạn gì? Này. Đổi tôi khẩu đấy, khẩu shotgun này, lấy khẩu shotgun này. Thôi, tôi không lấy shotgun đâu. Đó ông lấy cầm đi. Để tôi vào kia tôi lấy lại cái khẩu shotgun của tôi. Ít 4 trong nhà này, không ông nào cầm à? Đây, đâu? X4 đâu? X4 này giáp 2 này không lấy. Còn vậy là ông lực chê à? Hư thì cũng xài được. Còn hội móc bọc mà lại sang chảnh đấy à? Lên xe à? Anh em ta. Màu nào vậy? Màu xanh nha. Lên xe à? Một bộ luôn. Đấy mấy đấy. Từ. Đây còn tôi mà. Tính cho tôi chạy bo bộ hả? Rồi đúng rồi, chạy vô bo chim kỳ là má một quyết định sáng suốt và tôi hỏi là bơm xăng chưa? Bơm rồi đấy, nửa bình ấy, đủ chạy đấy. Giờ là thẳng hướng bo chim kỳ luôn, kìa khi ông ấy lại tông vào cây. Bo chim kỳ đi, bo chim kỳ thấy chưa, nãy đi qua bo chim kỳ là ngon rồi. Nhà đi đường rừng nguy hiểm vãi. Má tôi thấy dân. Không an tâm. Chính xác không an tâm. Các bạn lấy xe hơi dưới đây. Ngó qua đây cái coi. Ngó
Lấm 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 lấm, móc đồ đi. Đẹp vãi. Đi 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 đi. Móc đồ đi, móc đồ đi. Đó, đó, nhà hai tầng nó móc đồ đi. Bọn chi kia đi. Sao, sao? Sao, đi 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 ở lại. Bọn chi kia đi. Đi 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 đi. Móc rồi, bị móc rồi, bị móc rồi. Thẳng hướng bọn chi kia luôn. Thẳng luôn đi. Đi thẳng luôn đi, không cần để nút đâu. Ờ, liền luôn đi. Đủ đạn rồi, đủ vũ khí chơi rồi. Khu này bị lút hết rồi mấy ông ơi. Đó, ngay đoạn kia. Đi Sài Gòn chơi. Chỗ này đâu phải Sài Gòn. Chỗ này Đồng Nai hay sao mà? Đồng Nai. Cẩn thận nhẹ tự nhẹ và vui vui nha. Chạy qua khốn Nai. Chưa lút, chưa lút, chưa lút, chưa lút. Thẳng luôn, thẳng luôn. Ôi giời ơi. Thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn. Qua luôn rồi. Ê, nó tắt núi từ từ. Dừng, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Bậy. Bậy rồi. Bậy rồi. Thôi lên kia lút đi, từ từ cái vòng nó bo lại quay. Lên. Ôi 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 ôi. Xuống xe bắn nó. Ôi vãi nồi. Ôi vãi nồi. Xuống xe bắn nó, xuống bắn nó. Ôi vãi nồi. Bắn xe nó đi, bắn xe nó. Đúng rồi, thằng trên xe bắn cái kìa, nó bắn cái kìa. Thằng trên xe, thằng trên xe. Trên xe, thằng trên xe. Thằng trên xe. Rồi, cứu cứu cứu. Rồi, cứu đi, cứu đi, cứu đi. Má thằng kia, cái thằng kia còn trên xe à? Ông nào ủi tôi đấy. Ông nào vừa ngồi trên xe ủi tôi đấy. Tôi. Ủi mình phát đau mãi lên. Lèo. Hai tỉnh đâm nhau. Ui. Đi máu, lút luôn máu. Phải liều. Trời ơi, tôi nát cái mũ luôn rồi mấy ông ơi. May mà tôi có dép dép ba, không là tôi sắp mặt rồi. Rồi tôi xin cái mũ motorcycle của thằng này luôn. Phải là cái nồi không, không có gì ngon à. Đây. Rồi wow. Cho mình xin con xe luôn mấy bạn ơi. Xe đi, xe cũ đi, xe này bọc thép này ông, ngon. Chia ra mỗi hai ông một một đấy. Tôi ăn mẫu cái ra. Xe đi, xe này ngon. Tôi chạy lên cái nhà kia tôi lút đồ đây. Đi mình à? Đi hai người đi. Đây đây, một ông lên đây, một ông lên xe như này. Xe xuất bắn rồi, xe xuất bắn rồi. Xe kia bể bánh mẹ rồi. Thôi bốn ông lên đây luôn đi. Hai ông kia làm gì vậy? Từ từ đang hết đạn. Anh hết máu rồi. Thì lên xe rồi chui vô nhà kia lút đồ lẹ đi mấy ông. Đi đi lẹ lên. Đó rồi, sao rồi. Bọn nó gài rồi. Bom. Thôi. Bom 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 bom. Xe kia nổ bánh mẹ rồi. Mấy bạn ui, đi thằng đầu nó. Ui thằng đầu xe nó chẳng nổ. Đây, đây go. Go, 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 go. Bọn chi kia nha. Đi vòng. Trên này đã từ từ đợi vòng bo đi vòng á, đi vòng á, đi vòng xuống đây nè. Đi vòng xuống đây nè. Bánh nồi. Bọn chi kia rồi, nó bo xuống bọn chi kia rồi, đảm bảo luôn. Rồi lút đi, lút đi, lút đi, lút đi. Hình như bị lút rồi sao ấy? Bị lút rồi. Ê còn máu này ai lấy? Cho tôi hết máu rồi. Chẳng còn cái nào hết. Đây đây. Đây đây, trong đây nè. Rồi chỗ nào? Đây 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 đây, chỗ phong này, chỗ phong này. Đâu rồi? Đó. Đây. Máu tuyệt cùi nhưng mà vẫn ngon. Giờ là đủ khung máu này ngon lắm rồi. Đừng làm tôi giật mình. Nghe tiếng súng, nghe tiếng súng, nghe tiếng súng. Ông là nghe không? Spam. Phi lên tầng thấy spam kinh. Quân mình bắn à? Ừ, quân mình cầm silent xong rồi. Hãy bắn hê. Như ông có súng nào, à súng là giảm thanh như sao nghe pịch 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 nhỉ. Ừ. Ai bắn ghê rồi. À đủ. Ai bắn vậy? Thanh niên là cầm xanh lần đi. Việt Nam VT rồi. Việt Nam VT rồi. Nguy quá. Ê ê, cho mỹ lên. Uống máu không được ta. Giờ đi đâu đây? Bò chim kì. Bò chim kì. Xuống chỗ đỏ đỏ trước. Xuống chỗ đỏ đỏ trước. Bò chim kì. Ê, đừng có chạy hướng đó. Mình xuống vách núi nữa bây giờ. Tầm 7. Ờ đúng rồi, chạy xuống đó, đúng rồi, chạy xuống đó đó. Rồi, đúng rồi, đi qua đó. Để đó vòng qua.
Mà có điều cái ruộng đồng ấy, đi thẳng vô luôn đi, tại ruộng đồng vướng cái ruộng đồng đi thẳng vô luôn. Gặp thằng nào với thằng đấy. Ok. Ở trên này lút chưa? Từ từ, trên này lút chưa đã. Đi thẳng đi, đi thẳng đi. Đi thẳng đi. Chỗ này nguy hiểm lắm, nguy hiểm. Chỗ này lút rồi, chỗ này lút rồi. Lút hết rồi, nhìn nhìn mở cửa hết rồi. Bởi vì kia nhiều lắm, đi đi. Rồi, Pochinki là bảo đảm má đó. Quá trời thằng luôn. Đó, Pochinki đi. Đấy. Nó nổ ngay Pochinki là hiểu rồi đó. Ủa không phải hòm kìa, không ai lấy hả? Thôi đi luôn đi. Quay lại. Thôi, thôi. Thầy hòm cua ngược lại. Ông này ông phải, chứ phải. Còn súng ngắm đấy. Lấy rồi. Còn xuống rồi. Kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra. Một ông kiểm tra thôi, lên ông súng lắm đấy. Úi, 15. Thấy chưa? Ngon không? Súng ngon. Ngon. Có lên đi, lên xe đi. Có súng ngắm, có súng ngắm, có bà lô lên xe. Lấy đi, lấy đi, lấy đi. Lên xe ai, nhanh. Ai nhắm giỏi lấy. Tôi lấy bùn ghi, tôi lấy bùn ghi. Ok, đi 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 đi. Đi đi đi. Giờ đi đâu? Đi chung nha. Giờ chạy thẳng đi kia à? X8 không ai lấy hả? X8 lấy hết chưa? X8 lấy rồi, X8 lấy rồi. Đi 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 đi. Đi đi. Ông Sun nó 8 mà. Chị sợ gì, Sun gì? Súng ngắm đấy nha, có lấy súng ngắm đấy. Sun Taro tôi chạy đi trước thủ luật giao thông ông ơi. Không, ông Sun Taro đi trước xem có ai bắn ông không rồi, rồi tôi đi sau. Đậu xanh xe một phép đi trước chứ. Xe một phép vì xe này bắn một phát là lủng luôn, lủng giái luôn chứ một phép. Rồi lên đây nhắm đi. Ok. Lên luôn. Lên thẳng đi luôn, lên thẳng đi. Leo đi luôn. Lên thẳng núi luôn. Để nhắm cho ông kia ông nhắm. Bảo vệ ông kia nha, bảo vệ bốn góc nha. Ba thôi lại được là bốn. Ba bốn gì đó. Thôi dừng. Thôi được rồi. Vãi cả dùng phanh bằng cây cây. Ngắm đi, thằng hổm ngắm đi, lấy X8 ngắm đi. Ô cái xe máy nó vẫn kêu mà. Ông kia ông chạy cái gì? Máy vẫn kêu. Chạy hết tầng rồi đó. Ông nào cho tôi xin một cái X4 đấy. Đây. Sao ông Việt ông có kìa. Rồi xin ông. Đâu. Xin cái X4 gắn vô. À, không có X4, có X2 rồi. À, cưng X8 rồi. Đây, X4 đây. Ờ, X8 mới ạ, xài ngắm đi. X2 thì có X8 rồi. Tôi có AK đưa tôi xài. Mà đi. Ô, có xe thế này, có xe thế này. Hướng nào? Đây, hướng tôi này. Đây. S, hướng S. Đấy, đang lên đấy. Đây, ra đây bắn. Chưa. Có 2 cái xe này. Ra đây. Thấy rồi, từ. Một thằng. Ba 2 thằng rồi đấy. Còn 1 thằng nữa thôi. Rồi, chết. Rồi, 3 kill luôn. Chết hết cả đám rồi, xuống lột đồ. Đừng, xuống bên kia có xe kìa, bên kia có xe. Cứ ở trên này đi. Ở yên trên này đi mấy ông ơi. Mình có súng nhắm mà. Má, mình có súng nhắm, mình cứ ở trên cao thôi. Có thể tôi xuống, tôi lột đồ nha. Ông ở bên này đi. Ờ, ông xuống đi. Xuống đi, băng ở đây hả. Lần này cẩn thận nha anh em. Có xe mới chạy qua bên kia kìa mấy ông ơi. Ôi, nó bo này kìa. Vòng bo nó có bo đến chỗ mình không vậy? Không đến, mình ở trong vòng. Rồi nó bo đâu? Rồi mấy ông, hướng 75E, hướng 75E mấy ông. 75E, thấy rồi. Có súng nhắm bắn chết mẹ đi. AK thì nó bắn không tới. Đâu? 75E, 60E, đằng sau luôn. 60E. Má mình có X8, mình có súng nhắm, mình có tùm lum thứ á. Ui, bọn này nó nhiều máu lắm ông ơi. Quá trời đồ này. Bái lên. Lấy đi. Lấy X4, X2 được nếu có. Có X4 này. Có 762, có đạn 762 nhặt cho tôi nhá. Có hai cái liềm nón ba lô ba giáp 2 này. Tôi có 3 viên 762 này. Rồi bo, từ từ, đợi con 30 giây rồi chạy mấy ông, từ từ,
cứ giữ vị trí này đi, dễ bắn mà. Xuống xe đi, xuống xe đi, còn 30 giây chạy vào. Đi, 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 xuống Việt Nam BT. Ê, sao mà tôi mất máu vậy? Để tôi lấy. Ơ, có tiếng súng ngắm ấy. Chạy xuống đi, chạy xuống đi, chạy xuống đồi đi. Đây, anh kể xuống đi. Tự nhiên mất máu. Bun ghi của tôi đâu rồi? Đấy, gặp lấy rồi. Tao xuống đây. Đây. Đạn 76 này, đạn 76. Xuống xe đi. Đi xe giáp nha, đi xe giáp nha. Ông nào cần phết kít cho ông, cho tôi một cái. Đây này, đầy này, xuống đây lấy đi. Nhiều lắm, trong ngoài nhiều lắm. 18 giây thôi, chạy đi, lên đây một ông, lên đây đóng tôi. À để tôi lấy cái bun ghi, chạy thẳng vô bên trên cô đi. Đi, lên xe. Chết mẹ rồi, 9 giây nữa. Lên xe. Còn bọn ông chạy trước đi. Chạy đi, lấy xe. Chạy đi. Có cái bun ghi đó, chạy lại sau nhá. Tí nhá. Nhắm đi. Phải rồi. Ai mà nhắm theo kiểu đi xe được, nhắm đi. Bắn đi. Lấy xe đi, không kịp đâu. Chạy thẳng bắn luôn, đừng ghé vào đây. Rồi tới nhà luôn nè. Chạy qua khu nhà luôn. Bắn anh đi, thích kiểu bắn anh đi. Ôi, dừng, đúng. Vào làm bia đúng không? Rồi, ở đây. Nhảy xuống lẹ. Chạy xuống nhà. Đây nhà này. Đóng cửa lại. Kiếm một cái nhà nào đấy cắm ở trong đấy đi mấy ông ơi. Đây rồi. Perfect. Ông ơi sang bên này đi ông ơi. Đâu. À thôi bên đấy cũng được, bên đấy nhà cao. Bên nhà sang bên phong đi, nhà cao hơn. Ok. Chết tôi dễ hơn, chạy sang. Từ xem bo. Xem bo đi. Từ hãy chạy lên, xem bo đã. Đóng cửa. Ok ngon. Con gà đen. Bò ngon. Xuống, đừng có đó. Lên đó. Lên lầu lên. Mình lầu cao mình có X8, mình có tùm lum thứ mà. Lên. Ngon. Đủ ma nhà này nguy hiểm vậy. Cửa không à. Xem hướng N với Đức chứ. Đã xem hướng N. Đấy, cho tôi lên với ông. Cho tôi lên đây đấy. Tôi lên sân thượng đi. Đây làm gì? Có gì đi đây đâu? Nằm đi ông ơi. Chán chết. Không sao đâu. Ở trong này anh em mình vẫn có thể cứu nhau được, yên tâm. Ok. Ở nhà hướng SE nha. Có thằng gì vậy? Nếu mà ông nào thấy có địch là cứ bắn chết đi. Sao đâu. Ok. Không phải không ta? Không phải. Má giờ chỉ có căng mắt ra mà nhìn. Từ để nghe tiếng ông nào ở dưới nghe tiếng mở cửa. Một ông ở dưới thủ đi, hai người ở trên. Đây hai ông ở đây rồi. Hai người ở trên rồi, yên tâm. Có ông nào cầm rip gì xuống dưới đi, tôi cầm ốp tôi ở trên không? Ok. Tôi cầm được. Ngắm oh, okay, to okay, tôi. Được, được. Tôi dưới nha. Ok. Em mày ở dưới nha. Ok. Đứng đây lên trên này. Đi đâu vậy? Không, lên trên này đi. Lên trên này. Rồi. Ở đây đó làm gì? Cái nhà thờ kìa. Đúng. Hướng. Hướng. NW. NW. Ủa, hướng này hả? Này là con nói, lên nó đi. Ui, vướng mẹ nha. Đây khoan, từ em đập kiến nha, từ nha. Đập kiến. Từ nha, từ bắn nha, đập kiến nha. Rồi, đập đi. Theo dõi cái nhà thờ nha. Nhà thờ đây đâu không thấy cái nhà thờ. Rồi, mấy thằng trên nhà thờ bị bắn mẹ, bắn một người luôn. Tôi giết được nó rồi. Ở hướng đối diện với nhà thờ luôn, hướng đằng sau nhà thờ là có mấy thằng nữa, nó bắn thằng chị chết á. Nó bo lại kìa. Đồ mấy bo tiếp theo kìa. 1 phút 30 giây, chạy xuống lấy vị trí trước đi mấy ông ơi. Ok. Đi xuống đi. Bò xấu rồi. Đi cùng nhau nha, chết chùm luôn. Ông nào còn lấy X8 nào không? Với tôi để tí tôi luôn. Sao kìa ông? Tôi có X8 này. Bắn M24 này, ông cầm không? Có AK-74.
Đi đi vào hướng này nhá, anh em nhá, hướng vàng nhá. Ok ok, đi đi đi. Tụi nó đang bắn nhau, từ từ. Ủa sao có hai cái hướng vàng này? Bắn vào súng đi, 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 hướng này, đi, đi. Đi, đường này này. Đường này chắc luôn á. Đường này chắc luôn á. Đi lên lên nhà này nè, lên nhà này nè, đi, 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 đi. Come on, come on. Đã vào vòng, lên vào vòng, vào vòng là trèo lên nhà ngay. Come on, come on, lên đây, lên đây. Cẩn thận trong nhà có người, từ từ check cái. Phải, không có ai. Trong nhà này chưa trong vòng mấy ông ơi. Chưa. Tao mày đi ra đi. Trong nhà này mà trúng nửa vòng nó co lại là không xuống được đấy, mệt lắm. Xuống đi, xuống đi. Bỏ cái chảo này. À, ngon. Ừ, tôi đang đi đâu đây? Tôi đang đi đâu vậy? Phải nào? Hướng nào? Từ. Ôi vãi nồi. Hướng này. Chờ tí tôi xuống, chờ tí. Vào cái nhà này, vào cái nhà này. Ok, tôi đang đây, đây. Cẩn thận nha, có người nha. Có đạn dưới kìa, ai lấy đi. Tôi cứ lên đi ra. Có người, từ từ thôi. Vào đi, vào đi, vào đi. Suzano vào đi. Có người. Hướng. Có người, ở trong cái nhà này. Tôi vào trước nha. Việt Nam PT hả? Tôi vào trước, nếu chết thì ông vào nha. Đây, 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 chỗ bom, từ từ. Ném hết bom vào. Ném hết bom vào. Ra. Bắn nó đi. Chưa đâu, trên tầng. Lên lầu đi, ở trên lầu rồi. Bắn nó. Rồi, con thằng. Con thằng nữa. Cái đạn nó đổ súng. Trời ơi, không kịp. Đổ súng mà không kịp. Hồi nãy bọn ông đứng thành một hàng cho chúng nó bắn đi chứ. Từ từ thôi. Một thằng đứng nước bên cửa, đứng thành hàng cho nó bắn vãi nồi. Đi xếp hàng. Ây da. Tôi tính chạy bom, hiểu không? Tính chạy bom thôi cho nó. Đi rồi, tôi tính chạy bom mà đứng ngay bên cửa ấy. Bọn ông đứng xếp hàng cho bọn nó bắn rồi. Ngu thiệt chứ. Anh em chúng ta ngu thiệt. Tôi nhìn ba thằng mới xíu này bị bắn nó hụt cười rồi nó như thế là núp rồi kia rồi bọn ông báo rồi núp ra kia ra núp rồi bye. Cái cửa đó nó đục được á, cái cửa đó bắn hư được mà, bắn hỏng được mà. Đúng rồi, biết rồi. Thôi lại nè, má cái hồi lại gây cấn phải nồi. Gây cấn gãi. Bo chi kia đúng bo chi kia luôn phải. Bo chi kia rồi má, đúng là bo rồi bo chi kia. Pha lại đến lẽ anh em chúng ta cẩn thận xíu là top 1 luôn á. Không phải có chiến thuật hay hơn, mấy mình xử lý lay game như cứt. mình xử lý lay game mấy sai rồi. Hồi nãy mà thà tôi rút cái súng xăng ra 5 viên, thục 2 viên thì đi chết. Tôi bắn trúng được nó có 3 viên à. Chết đéo là tôi bắn M24 một phát vào người nó đều chết. Ngay gần. What the hell? Nó có giáp. Nó có giáp ấy. Hay là bắn trúng thằng ở dưới á. Nãy tôi cũng nhặt được giáp 3 mà. Nãy tôi mặc giáp 3 mẹ tôi chạy. Ủa, ở trong này có súng Tommy gì nữa này. Hello. Hồi nãy mình có súng nhắm. Phải nồi thật. Hello. Ồ, súng Thompson được 60 viên này. Hello, I'm Pikachu. Hello, I'm Pikachu. Hello. Má đầu lỗ không. Hello. Hồi nãy tôi quên để chế độ auto cho cái súng kia. Tôi không có cày. Phải đồ. Hồi nãy tôi bắn nhấp nhấp từng viên đó, bọn không thấy không? Mày trèo lên à? Súng Brin Mo tát luôn không? Tà lắm rồi. Bỏ chi kia đi, bỏ chi kia đi. Bỏ chi kia đúng không? Bỏ chi kia luôn. Ủa, đông lắm. Trời ơi, xuống luôn. Xuống bỏ chi kia đi.
chơi luôn đi. Chỗ đó nãy đã ghê luôn bộ, nhìn đã ha. Rồi chuẩn bị thả nè, 3, chưa. 2 chưa, còn lâu. Còn lâu mà. Không, thả, ô, rơi từ sớm luôn mấy ông. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, xuống sớm. Rớt, mình rớt xuống trước. Lớn nhờ. Năm tem. Quật luôn. Mới vô phải sung sung vậy anh em mới khoái. Ok. Lấy nhà to nhất nhỉ. Rồi, hai cái nhà này là của tôi. Hai nhà lớn là của tôi. Có một tem nữa không? Thấy rồi. Đâu. Một tem. Hướng nào? Một tem hướng ngoài đồng. Một thằng ở hướng ở chỗ ngoài cùng bên tay. Bên hướng hướng W á, ngoài nhà ngoài cùng á. Thôi lấy cái này đi. Cái nhà này không có cái đồ gì. Vậy nổi vào cái nhà không có đồ gì đó. Không có cái gì luôn, mới kinh như. Kìa. Đen vãi nồi. Đây có súng ngon nè, đó. Ù, nghe nhắm ngọt vãi. Vãi vào cái nhà lại cầm ống ngắm ném nhau rồi. Cầm ống nắm á, ống nhắm đập vào đầu nha. Ba lô ơi, ba lô em ở đâu, ba lô ơi. Không có ba lô rồi. Vãi luôn cái phòng cầm ống ngắm ném nhau thật. Holo với cả Xbox. Đây, ba lô. Ba lô ơi, là ba lô. Rõ ràng là tôi nhập được khẩu súng săn và tôi không thể lấy súng được. Lý do? Tôi không hiểu. Tôi không cầm lên tay được mấy ông. Bảy nồi. Đang là lạc đây. Nó bị cái gì ấy? Nó bị cái gì á? Ơ? Chết cha chúng mày, tao lấy được khẩu, tao lấy được quả, thằng nào vào đây tao đánh bom, đánh bom tự sát. Nói nghe tôi xem. Tôi bị kẹt cái nút gì rồi. Đập nữa, đập giống hồi nãy á. Đừng đập mạnh quá, hư bằng phím chủ bắt đèn á. Ơi, ai vậy, ai vậy? Tôi. Có nhặt đạn ở dưới không vậy? Để của em nha, đừng có nhặt nha. Đạn gì? Đạn bao nhiêu? Đạn 7.62. Đây có 300 viên này, cầm không? 7.62 á. Ừ, 300 viên. Đây. Nè, đéo biết đường xuống. Ơ, cơ. Bắn nhau rồi kìa. Cái nào? Bắn nhau vãi lèo luôn. Đâu. Ok. Đó, X4 này. X4 đâu, lấy luôn. Đó. Đi thôi. Okay. Rồi, hôm nay là tay bắn tỉa. Lại trễ. Rồi, tao chưa? Đang ở đâu hả? Tôi hết lấy nổ rồi. Lấy cái nón rồi hết. Giật cả mình. Gặp tôi là chắc là bắn rồi. Từ từ đi, có bạn bè hay gì đó là bắn. Ông cứ bắn đại vậy. Một viên má. Không, cứ bắn luôn. Bắn nhưng mà đừng bắn gục. Ông bắn toàn bắn gục luôn. Vãi, bắn. Đây có AK này lấy không? Đâu. AK đây.
ông là gì, ông là gì? Không, DAK đây. Đây. Lấy luôn á. Bên đây chỉ có bọn mình à? Ồ, đúng rồi, có thấy mấy thằng à, ông Việt Nam BT hay là ông gì là lấy à? Lấy không? Lấy cái gì vậy? AK lấy không? Có. Không, tôi còn luôn. Vậy để tôi lấy rồi. Tôi chưa có súng trường. Chờ tôi. À đâu rồi, thôi, bên này tôi có nhặt được AK nè. AKM, đạn. Đâu AK đâu được. Còn không? Đây nè, 110 viên. Thôi lấy luôn rồi, bài đi. Đây còn giáp rồi, giáp 1 rồi nè. Đâu. Chỗ tôi, cao luôn. Ông nào lấy tí xin cái ngắm. Hay quá, tôi có quả giáp 3, ở mũ 3 rồi à. Có cái nào ba lô 2 không cho xin. Không có. Hai cái giáp 1 rồi. Ủa ngon. Giàu chưa? Giàu rồi, chỗ này giàu lắm. Ê, ai bắn, từ từ. Bọn nó. Nó có thằng ở đây. Ok. Rồi. Trong nhà. Hướng về NVW, đầu vãi luôn. Hướng NVW nha mấy ông. Dạ. Đi qua luôn ông ơi. Ôi, hai thằng, bắn gục được một thằng rồi. Trong nhà. Bắn được một thằng rồi. Chết rồi. Thằng này ở đây nữa nè. Ai, chết rồi. Còn mấy thằng này? Ba thằng luôn. Ba thằng. À, thế vậy mình tôi chơi được ông kia rồi. Chạy qua đi. Chạy bên ngon này. Lắm, chỗ đó ngon lắm á. Chạy qua đi. U đông vãi lên luôn. Nguyên tìm ở đây luôn. Thôi, ông kia ông đầu ông xích luôn đi ông ơi. À. Không nổi đâu. Quá trời luôn rồi. Ai? Đó kìa. Ai? Xích luôn ông ơi. Nhiều lắm, nhiều thằng lắm. Phải hai team ở đây đấy. Không, một team là bốn đứa luôn. À, nó cứu ấy. Kìa. Đuổi AK bắn. Cầm shotgun làm gì? Đuổi AK mà dã. Bắn đi. Đi. À. Bắn thằng đằng sau. Thay đạn, đừng từ từ ra, thay đạn á. Đúng rồi, chạy ngược lại đi. Cắn nó đó. Lại gần nó. Bắn. Bảo rồi đừng phi. Nó biết lắm. Tôi rồi. Từ cái tôi đang bị kẹt cái phím gì vậy, tôi không nhấn được số 1, số 2, số 3. Tôi bực mình thật. Ông ra ngoài chỗ ngoài nó có cái biểu tượng mà anh lịch với Việt Nam ấy. Không, tôi tắt nó từ lâu rồi. Không, cái đó là UNUK, còn cái này là Language Preferred. À, không, tôi đang để EN á. ENG đúng không? Ờ. ENG. EN English. Do bằng phím đó. Để tôi tắt game rồi tôi vô lại. Có khi do bằng phím á. Ủa là quán net mà có máy ngon dữ vậy? 730 ngon gì, 8G kẹt co i3 sao. Hồi đó chơi quán net toàn là Liên Minh huyền thoại không à, đâu có mấy game đó. Hay là nó giới chưa ra. Nói chung là bây giờ thì quán net muốn nó nâng cấp nhiều rồi. Rồi mấy ông. À CPU này CPU G4560. Lần sau anh em mình lượm được đồ thì phải đi cùng nhau. À tắt hộ cái dùng Battleground mấy này đi. Chứ tắt không? Tắt ở dưới á, ông biết tắt à? Ông bấm dưới đi cúp á tắt được đó. Ủa không ăn cơm luôn à? Ông Khánh với ông... Ôi, đem vô lại đây mấy ông ơi. Ông Luca nè, ăn cơm lâu chưa? Lâu nó cứ bị diss thì khó chịu. Tí nữa hả? Ông Khánh ăn cơm chưa? Em coming. Tôi chưa ăn cơm gì luôn. Phải ăn đi, ăn cái gì đó cầm bụng. Không, giờ tôi... Lát hoa mắt ủi tai giờ. Ủa chị ơi. Chị ơi, tối nay có đêm, ở đây có đêm nhỉ? Ở đây
mất đêm luôn vậy. Dạ dạ.